ngày 2 tháng 12 vừa qua, tại trung tâm hội nghị Adura Dynasty, Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc đã tổ chức thành công Đại hội Vinh danh Người đẹp Thẩm mỹ JW. Sự kiện đã thu hút gần 1.000 khách hàng tham dự. Dù lượng khách hàng tăng đột biến, nhưng nhờ sự phục vụ ân cần, chu đáo của đội ngũ tiếp viên nên tất cả đều hài lòng tuyệt đối. Sự kiện năm nay được JW tổ chức theo mô hình triển lãm với chương trình tiết mục hấp dẫn. Mở đầu là tiết mục nhảy hiện đại đầy ấn tượng của diễn viên múa Lan Nhi. Cô là một trong những khách hàng phẫu thuật hàm hô thành công tại JW. Ấn tượng không kém là màn song ca Bolero ấn tượng của cặp đôi ca sĩ vừa phẫu thuật hàm tại JW, Thùy Dương và Đặng Chí Trùng. Sự xuất hiện của hàng loạt người đẹp thẩm mỹ là minh chứng cho những giá trị tốt đẹp mà JW mang đến cho khách hàng trong suốt những năm qua. Phần giao lưu đặc biệt xúc động khi anh chàng thạc sĩ lái xe ôm bị móng nặng được tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung trao tặng một suất phẫu thuật hàm miễn phí trích từ quỹ từ thiện Chia Nụ Cười Sẻ Cảm Thông 2017. Thật sự rất là mừng luôn, cảm giác rất là hạnh phúc luôn. Thì xin cảm ơn bệnh viện. Rồi hôm nay chúng tôi sẽ giới một phần kỹ thuật mới về nâng mũi X-ray. Thì tất cả mọi người biết là nâng mũi X-ray xuất về Việt Nam trong về tháng 12 năm 2011. Và lúc đó là tôi sẽ mang cái công nghệ nâng mũi X-ray Việt Nam. Chúng ta rất có nhiều vật liệu để sử dụng cho da mũi mình vẫn đỏ, thế nhưng mình men alo. Chương trình cũng có sự đồng hành của nhãn hàng Charming Skin thuộc công ty mỹ phẩm sắc đẹp Hoàn Vũ. Trong đợt này, Charming Skin đã ra mắt hàng loạt các sản phẩm làm đẹp cao cấp. Giám đốc công ty mỹ phẩm sắc đẹp Hoàn Vũ sẽ trao phút vinh dự dành cho hai đại lý của chúng ta. Không khí sự kiện trở nên đông vui, phấn khởi khi hàng trăm phần quà ưu đãi hấp dẫn lần lượt được trao tay khách hàng. Do được tổ chức theo mô hình triển lãm, hàng chục quầy bàn chuyên gia với đủ các lĩnh vực được bố trí từ đầu cho đến cuối chương trình, nên khách hàng dễ dàng tư vấn, đặt lịch mà không phải chờ đợi như các sự kiện trước đây. Theo ban tổ chức, sự kiện được mở ra nhằm lan tỏa thông điệp, vinh danh những người đẹp đã lột xác thành công tại JW, đồng thời mang đến nhiều cơ hội làm đẹp miễn phí cho đông đảo khách hàng trước thềm năm mới 2018.